Mẹ sao thuốc chỉ vậy mẹ? Cái bố cục này á, nếu mà có ánh sáng là đẹp lắm mà. À, nhìn con kinh chạy thẳng lên trên kia, hai bên là đồng lúa. Cái này là có ánh sáng rất đẹp. Nhưng mấy ngày nay thì áp thấp nhiệt đới gì đó. Trời cứ âm u vậy không mà. Mà mấy mai này bây giờ hiếm có lắm nha bà con. Đó, này nó vô thuộc dạng đồ cổ rồi đó. Nhưng mà để chị đặt hoài. Hả? Hai vậy cứu hai bé té xe hả? Nó làm sao? Té xe đầu kia kìa. Rồi sao? Té xe. Bây giờ sao? Bây giờ đi lại tiếp nó. Nó té rồi. Nó té nãy giờ không có tiếp nó. Giờ nó cũng mua bán gì hả? Mấy người ta đi siệt cá, người ta đi siệt trong mấy con kinh nhỏ nhỏ này nè, là được cá nhiều, cá rô phi á. Ở đây nhà này có cây mai muốn bán nè bà con, cây mai cũng bự lắm. Cái này cây mai nè, chủ nhà tính bán nè. Mà bán bao nhiêu? Đó, nó kêu 30 nè. À, giá này 30 còn trả giá được. Giá này hôm nay trả cái thùng mua cá bữa hổm, rồi mang theo cái thùng nữa để coi có cá mua luôn mà bữa nay à. Bữa nay không có cá. Người ta ở miền Tây, mấy người ta sống theo bờ kinh đó, người ta hay làm cái cầu như. Bên đây người ta giác lúa. Chưa phải là giá giá cứng. Cái chài thì ấy cũng đâu có thấy gì đâu. Tự mua giải về nhà mai luôn hả? Mai đồ bán hay là mai đồ nhà? À, mai đồ mặt. Giải giờ cũng rẻ quá trời. Giải này 1m10.000 không? Dữ nè. Cái cầu này vậy người ta đi xuống dưới kia là người ta xài nước. Ở bên kia bờ thì nhà ở đông, còn ở bên đây thì ít. Xa xa mới có cái nhà. Đó người ta làm sát dưới nước vậy là người ta xuống người ta xài nước cho nó dễ. Nó rẻ lắm. Nhớ được đó là chú nhớ cái đợt mà chú đi quay mà cắt dưa, mấy bà cắt dưa mà lội nước không? Đi dở thảm lội nước đó. Bây giờ sao? Thì đã có con nữa mà. Ở đây thì có ấy dưa không? Ở dưới kia nó có làm một cái ruộng dưa mà không biết nó chín chưa. Thảm chưa? Lưới này te tua hết à.
Nó có chiếc xuồng ở đây còn treo cắt ở trong này. Cái này là cái chài. Ông hôm tối nay ông lãnh độc đắc mấy chục tạ. Bán để lãnh đi. Dù có mong cầu chỉ thêm luôn tiếc. Sớm chín hả? Mua sớm chín đi. Trời. Vâng, tối chim bao thấy vậy. Con nằm bao thấy vậy nè tám. Thấy chưa? Nói thấy chưa? Con thấy trong cái chỗ chợ cá mình chổng á, đụng xe, cái xe lớn đụng cái xe nhỏ mà cái ông đó ông chết cái ông. Nhưng quá khứ sau lưng. Dù đến đâu nhiều cùng vương lai sáng ngời. Thì con ơi. Mấy hôm nay không có nắng, trời mây không à, nó ám u, quay hình không mấy đẹp, mà quay gọn con GoPro này nó cũng kén dữ lắm. GoPro phải sáng thì sáng á, hình ảnh thường thì ta đặt hai bên bờ sông để coi chút nó không có bơi qua đây không. Ở qua bờ bên đây thì mình dễ quay nè, nó gần, không làm gì lâu chứ. À, nhà quan kinh ở bên tây là kiểu như nè, à, dưới có cái cầu xuống dưới sông có ghe, có xuồng đậu đó. Thời gian trôi đi. Kia đang cài ha. Đang cắt lúa, nghe tiếng xe máy cài. Ở phía sau là đồng lúa, phía sau đó là chín đó rồi đó. Ngoài đi dở lợp cua. Các bạn đạp ở dưới này này nha bà con. Nhìn các bạn đạp nhưng mà thấy hai cái bàn chân nè. Nó mới đẹp. GoPro nó hay ở chỗ là hình ảnh nó ổn định được thôi, nó không có bị rung. Nhưng mà nó dở là dở phần ánh sáng. Mẹ sao thức chỉ vậy mẹ? Chỉ là mày coi chỉ không có nướng đâu. Thời gian không ở lại như
Chị kim của bà nó câm mà. Giờ em sổ chẳng ai. Hết sáu sáu chín hả? Thôi ta cứ đợi. Thời gian trôi. Thời gian trôi đi không bao giờ giữ được. Thời gian buông bỏ lại những quá khứ sau lưng. Dù đớn đau nhiều cùng vươn tới trước. Tương lai sáng ngời anh tờ mình mình lên. Thời gian mặc nhiên trôi mang theo hương và sắc, để lại vết chân chim da nhăn màu tóc trắng. Đôi mắt mở khờ khào, chân run và tay biếng, tay gầy níu thời gian hoàng hôn phủ đời mình. Thời gian cho tôi là phương thuốc màu nhiệm. Thời gian không mùi vị nhưng xóa hết thương đau. Dù có lâu ngày thời gian vẫn. Ở đây tôi biểu ơi, biết ăn kẹo không? Nè, cho ăn đứa ăn cục nè. Nó rớt rồi đó. Nè, lấy hai cục cho hai anh chị đó luôn. Không cảm ơn tôi hả trời. À, ừ. Đang làm cái cầu ở bên kia đó. Cái này xà lan chở chở đá. Cái này anh đi chở ở bên mỏ đá của cô. Kinh này, kinh xà xa này. Thời gian trôi đi không bao giờ giữ được. Thời gian buông bỏ lại.